Rồi hello, chào bạn đến với kênh VTVO của Trung. Thì bữa nay đúng ra Trung sẽ làm cái clip đăng những cái mai mới đẹp mà vì lý do thằng em của Trung nó đi ở dưới Bến Tre xuống dưới, chắc là gặp mấy cô hay dừa xinh quá nên ở ngủ lại dưới luôn rồi, có thể sáng mai hay trưa mai nó mới về tới. Thì chiều mai Trung mới có mai đẹp ha. Giờ Trung sẽ còn cái nào thì cứ giao lưu với anh em, những cái mai rẻ thì cho anh em nào về biết cách chăm sóc rồi chơi cho vui. Thì những cái cây này nói chung tàn cũng không được đẹp lắm, Trung đã sửa sơ tàn là ha, giờ nhìn dễ coi chút xíu cho nên anh em nhiều khó chăm sóc ha. Thì mấy cây này là những cái mai dảo Thủ Đức nha bạn, dảo Thủ Đức chứ không phải là dảo ở Bến Tre nha. Bốn cây này đều là dảo Thủ Đức hết. Thì những cây này là cây này Tết Trung bán lại rồi còn á, thì Trung đã biết bông nó rồi. Bông thì nó chỉ có một lớp thôi, mình nghĩ là nó dạo lai chứ không phải là dạo Thủ Đức luôn ạ. Dạo Đức thì thường nó cũng hay là hai lớp, mình nghĩ là nó dạo lai. Bông 9 đến 12 cánh này cũng lớn lắm, cũng bằng 3-4 con tay á. Nhìn bông thì cũng vàng, màu vàng đẹp lắm, cũng nhị được nhiều lắm. Thì nói chung nhìn bông cũng rất chất lượng chứ rất đẹp. Nhưng mà điều có một cái là nó không được hai lớp thôi nha. Thì những cây này Trung sẽ bán với giá giao lưu với anh em với giá 300 ngàn ha, 300 ngàn một cây. Thì nói chung là hết rồi bạn. Thì vườn của Trung qua đó làm clip cho bạn xem đó, thì cũng không còn được bao nhiêu cây mai, thì mình sẽ lựa những cây nào cho nó có bộ rễ để được tí xíu ha, mình sẽ làm cho các bạn xem. Rồi đầu tiên thì cây mình sẽ quay từ cây ha. Rồi đầu tiên mình sẽ lấy từ số thứ tự cho bạn giấy chọn ha, từ số thứ tự ha. Qua là cây 052 không, giờ là sẽ cây 053 ha bạn ha. Đây cây 053 thì tàn nó cũng hơi không đều, tôi sửa sơ lại đây, nói chung cũng đều tàn ha. Gốc này thì nó nhỏ lắm, cái gốc này thì anh em mua mình có thể giao lưu anh em với cây này là giá 200. Đó, cây này đặc biệt là giá 200 nha, để mình sửa số luôn. Cây đầu tiên mình sẽ giảm giá luôn. Thôi thì mình sẽ đi nhớ cái này 200 đi. Cây này tại nó mà cũng không sửa không được mà. Để chúng lấy sửa sơ chứ để mai quên cái này giao lộn anh em buồn nữa. Nó giá 200 mà mai giao vô 300 cái chết luôn. Cây này thì tại cái gốc nó hơi nhỏ vậy mà mình giá là 200 ha. Rồi giờ trời mai là mai 200 bán luôn. Rồi thì rồi cây này thì đây, gốc này thì cũng rất già chứ mà, gốc rất già ha, rất già. Bộ đế ở dưới thì cũng tương đối được mà, chứ không nổi xấu đâu, không phải là 200 mà xấu đâu. Đây bộ đế từ đối gốc ha, có nhiều cái cây này rất rất già nha. Mà điều cây tình trạng của đang rất khỏe mạnh nha. Bạn thấy lá đẹp không? Lá sum sơi đẹp, phải đẹp khỏe ha. Đó thì Trung đã dựng đọt rồi, giờ chia tàn đầu điều hết rồi. Cái này việc bạn cứ để vậy tới cuối tháng 8 cuối tháng 7 tháng 8 thì bạn sẽ gỡ dây ra thôi. Hôm nay tháng 4 còn chừng 3 tháng nữa. Tháng 7 bạn sẽ gỡ dây ra để cho nó phát triển ha. Những cái đọt nào là dài thì Trung đã cũng đã bấm luôn rồi. Bấm cho những đọt trong nó ra đều á. Thì các bạn chơi cũng được à, thì cho 200 ngàn thì chơi Tết cũng được à, 200 ngàn cho tiền ship nếu về thành phố thì khoảng 5-60 ngàn đi ha, là 2,5 có cái mai chơi Tết thì cũng gọi là ok rồi ha, để tiền nào thì của đó thôi, để hết mai rồi thì cho luôn một cây ha. Rồi cái này có giá là 053 như bạn, 200 nha, 053. Rồi tất cả 054 đây, bốn cây này bỏ lên để đây xuống đây. Rồi cái 054 này cũng chưa có xử lý rêu, chưa xử lý gì hết, mà gốc cũng bự, mà gốc này bự nha, bốn này gốc bự ha, gốc bự này. Gốc phải cỡ gần 20 ạ, gốc gần 20 nè ha, gần 20. Trên đây có cái đầu giống như cái con gì đang ngồi, có cái đầu lên đầu hoàng không, rõ ràng ha, rõ ràng đầu ha, đó rõ đầu. Mà được cái là cái tàn này chúng cũng có chung đã dựng đọt, cũng đã sửa chỉnh sơ tàn là ha, chỉnh sơ cho nó vừa trên đều cái tròn dễ coi đây. Đã chỉnh sơ cho tròn cái tàng là gì vậy coi ha. Còn cái nhánh bên đây thì sẽ đây đại nhá, hai nhánh này ra dài nên là ok. Cái đọt lên chia ra thì nó cũng cây nào cũng được, cũng tương đá giá được ha. Đây cái gốc đây nó gốc rồi bạn thấy không? Không biết có thấy không nữa, để mình quay qua mình coi cái video mình để làm clip mà các bạn không thấy. Bữa nay số đúng là số xui, mai mà cũng hết nè, đèn pin nó cũng hết nè, pin điện thoại nó cũng hết nè. Hôm nay là cái ngày gì mà cái nó hết nhiều quá. Đây là pin này, giờ đèn nhìn tới thui luôn, mà thui luôn. Mình còn không thấy, không biết các bạn có thấy không nữa. Để bạn không thấy thì cái công ha. Để mình sửa sơ lại cái đèn giờ nó cũng hết luôn. Nó hết pin luôn. Mà để cho chiều cực cái trái chút xíu thì bạn thấy rõ ha. Đó, cái cây này
nó cũng tương đối mà, tương đối bự ha. Thì cũng nói chung cũng có dáng chút xíu. Nhìn nó cũng dễ coi, 300 mà ha. Đây, thì trong mấy chương tình trạng mai của Trung lại đây thì những cây này là cây mấy cây đợt trước mình đã bấm rễ thay đất cho bạn xem đó, thì bạn thấy tình trạng ra rất tốt đúng không? Thì anh em nào cứ theo kinh nghiệm của mình thì cứ trồng mai gì rắn vẫn tốt bình thường, không bao giờ có vụ mà mai ế đâu. Thì cái này mình chưa lật đọt ha, nó vuông quá nè, nên bấm luôn cho anh em ha. Rồi, bấm luôn cho nó cái nào nó dài đó bao vuông ha, bạn cái này nào dài bạn cứ dài lật vuông ra cho nó đều tròn thôi. Rồi mình sẽ xuống tóm tắt, này nó lẻ đấy, điện thoại hết pin, đèn hết pin luôn rồi. Cái này cái số 054 nha, 054 nha, 300.000 nha. Rồi tới cây 055 đâu ta? Rồi cây 055 thì dáng mai Bình Định mà đều bị phá thới rồi, bị tiêu cành phá thới rồi. Đây nó có cái cành dưới đây nó bị hồi đó chúng bấm nè, mà nó không có đâm nên đi chai đâm từ cành dưới này mới gây mà đó. Thì về bấm ngang đây là cành này ra đây luôn là đủ ha, đã đủ cành chứ không thiếu. Cây này thì cao, cây này thì 6 tắc lận. Đây còn đọt trên đây, còn trên chúng đã sửa sơ đọt rồi đó, đã sơ dựng đọt rồi đó. Chỉ còn cái đọt này chưa dựng nó lên thôi, đã dựng lượng đọt lên ha. Thì đây cây này cái ô bồ đới cũng giống cũng được tương đối được không, bà thấy không? Ô bồ đới này ha, bồ đới đó thì cũng như mà cây này nhỏ nha. Đó, bồ đới nhỏ. Thì cây này giá 300 ha, 055. Rồi cây xấu mình quay lại lẹ thôi, quay mà quay cây xấu quay lâu quá á đem cười chết. Hôm mai thằng này về cũng đem lên mạng bán. Trời ơi. Bạn đi luôn. Nói chung là vui các bạn. Mình cứ muốn lên giao lưu cho anh em có cái mai đi tập cách chơi, tập cách học hỏi thôi, mình phải cái gì mình học xong mình mới biết á, mình phải có cái kinh nghiệm mình thực hành ha, nó mới trời chuẩn được ha. Chỉ còn mà học học không mà không có thực hành thì nó không chuẩn nữa ha. Rồi tới cây 056 ha. Đây cây 056, nãy cây 056 thì gốc cũng hơi lớn mà. Đây, cái tàn này vô thì chiều tứ gãi mẹ rồi. Rồi xong rồi. Giờ tài đã mai ít tàn còn gãi nữa. Không bên này nó chưa bằng, nó mới nó sơ xuống. Quấn mà kêu là sơ, quấn kêu là sơ để nó gãi vui một ngày rồi mình chưa héo là ok. Chiều chắc mưa nước ớt tới nè, cái tốt quá mà. Lật cái đầu đi, mai quắn con keo là cái dính. Rồi cây này thì cũng tương đối đều được ha, tương đối đều tàn cũng uống lượng ha. Những cái mai này cái mai chưa chung cắt cành bấm tàn bằng xem đó. Đây cái gốc cũng bự lắm mà, đây gốc bự nè, gốc mà thấy gốc à đó, gốc cũng nhìn cũng bự lắm ha. Rồi cây này cũng có giá 300 luôn nha, 056 ha. Mai xấu rồi quế thôi, mai xấu rồi nhiều, mà đặc biệt những cây này là của Trung làm là nó rất sung nha, nó rất sung nha, không có màu yếu gì nè. Mấy cây này là chất lượng sung, bạn thấy như cái đọt nó ra nè ha, đọt ra mà thấy ra muốn ha, còn 4 tháng này nó lòi ra, cái nào nó ra dài quá thì mình bấm lại, mình chia cho tròn là ok cái mai, 300 thì giá 300, đó, tiền nào của đó, tính làm cái mai như bữa nay, tính theo dự kiến của Trung là mình sẽ làm, đăng clip những cái mai có giá trị từ 700-800 á, thì anh em nó lấy gì, và những cái mai 500, rồi đăng hết những đợt nó sẽ như cái như cũng như đợt những cái đợt này thôi, là nó sẽ có giá rẻ 300 gì nữa thôi ha. Thì nói chung cái gì cũng bằng bán riết nữa phải hết ha, nó phải hết chứ đâu còn đâu gì bán hoài. Bán mai mà không hết nữa coi như là xong ạ. Giờ cái vườn của Trung giờ nhìn tơi tả đây, dự kiến Tết nay chắc phải ở nhà ôm vợ được mà. Tết nay là không đi ra chợ bán mai rồi. Coi dù tháng 10 mình có nhập mai gì đó, thì mình có nhập gì mình cũng sẽ giao lưu với anh em ha. Giao lưu cho vui thôi. Chứ ra chợ phải như có nhiều cây mai. Chứ ra chợ mình có 1 cây 2 cây ra chợ quay cho cười chết. Còn mà tháng 10 mình tặc mình bán mai thì mình phải vì mình chăm sóc. Thì còn kém này, còn kém gì mình cứng dưới kìa. Thôi, để mai lấy một cái khác uống đi. Giờ tay người yếu mà không biết uống ngồi để uống họ bằng cừ chết á. Bỏ xuống đi ha, mai tính ha. Mai uống. Cái nhánh đó là mình uống lên mình quấn lên lại sơ cái là nó ok ha. Không có gì đâu các bạn sợ. Đó không sao. Rồi Trung sẽ kết thúc clip ở đây. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Thì bốn cây này bây giờ mình sẽ lấy quay cận cảnh cho bạn xem ha. Rồi. Nhánh này thì thôi cho nó lên đường luôn đi. Rồi có nó còn nhiều nhánh mà lo gì. Cho lên luôn cho khỏe được hữu ha. Đó. Vậy đó mà thấy không? Xong rồi đó thì ok cũng là gọi là ok, nhánh này nó làm tàn xà ha, xà qua đây bên đây uống tàn qua đây, bên đây có nhánh đây, cái tàn này mình sẽ bẻ qua đây ha, bẻ nó qua thì nó cũng đẹp. Cái cây mai nói chung mình có cái tay ngày xíu chỉnh sơ là nó đẹp ha. Mình chung sẽ lấy quay lại cái cận cảnh cho bạn xem ha. Đây, quay lại từ cây cho bạn xem. Rồi cho tiếp tục đây, cây 053 đâu rồi ta, cho nhỏ nào rồi,
Đây, cây khâu 53 đây bạn. 53 200 ha, 200 mình gói luôn ha. Đây, tàn đây rất sung đây. Đó, điều nó không được điều tàn nên chung phải dùng dây sửa sơ mới giao lưu các bạn ha. Nhiều anh em thì biết sửa thì có thể sửa lại ha. Còn nhiều anh em nào không biết sửa thì cứ ok để về chơi ha. Đó thì cũng mình chung sửa cho chủ yếu sửa cho nó tròn tàn thôi. Chứ cũng không có biết thế biết thằng gì đâu, sửa nhờ cho nó ấy. Và chỉ sửa tròn tàn dựng cái đỉnh lên thôi. Trồng trồng mai là phải có đỉnh, không đỉnh là không chơi. Đó, không đỉnh thôi mà giỏm. Rồi. À, tới cây 0543 đâu 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 ta. 050 là cây quên mẹ rồi. Sao lúc này già cả sao nó ăn quên, cây 053 mới quay hồi có sao nó 053 đâu. Đây cây 054 các bạn, 054 300 ha. Đây gốc đây. Đó. Gốc thì nó y như hình cái con gì có cái đầu luôn ha đó, thấy chưa? Đó, cái đầu ha. Trời mai của Trung chưa có xử lý đồng riêu nữa, chưa mưa xuống mà đồng riêu trời. Hôm nay lo giao lưu với anh em vui vẻ anh em biết để cây mai tàn tạ cái này về các bạn xử lý nó ha, xử lý riêu nó. Nếu con cây thì bạn dùng bằng chải với nước á, các bạn chà dùng chải với nước á, chà sơn nó sạch ra, chà sơn nó sạch ra ha. Chải đây để mình chải để răng mà để răng có đem ra không ta, răng có bỏ bỏ này có ai đây. Đó, cái này là vỏ đầu ngày của Trung nè, đó vỏ đầu ngày của Trung ha, đó, cái đầu ngày là đầu để làm việc á, đầu để ghi viết á. Đây cái này dùng chải chà ra nó sẽ ra ha, không mà thôi chà chi chà giờ mình để mai để tính sao, mai để chà đi rồi giao lưu anh em sao vậy, anh em gì chà không biết không chà quá trời riêu. Rồi tới cây 055, đây công 055 thì đây mình sẽ làm thứ tư từ cây ha, chứ không khỏi đã quên ha. Đây con cây 055 đây. Đó, cũng là riêu rong rong riêu không. Bộ đấy dưới đây. Nằm chôn dưới chưa môi lên nha bạn. Đó, chôn dưới đây. Đây, dáng thì uống lượng qua đây. À, tàn thì cũng đều, cây cũng đang sung ha. Đó, đọt thì chung đã dựng lên rồi. Nói chung mà dựng cái đò dựng đọt lên rồi bạn. Đây. Đây, đó đọt đã dựng lên rồi. Còn chỉ thiếu cái đỉnh này. Cái này được qua làm cái đỉnh là ok. À, tàn đã uống sửa sơ là tàn ha. Sửa sơ là cho nó dễ coi ha. Để nó chỉ để không nó bèo nhiều với nhau ha. Rồi tới cây cuối cùng thì 056 đây. Hết mây đẹp và đẹp mây xấu lên nhìn thấy cây 56 thì nó có nó xấu thì có giá tiền xấu ha. Cây này thì có dáng ba dây dáng qua đây, qua này qua cái đỉnh thì đó nhiều cây trong nhiều khoái cho cái thế này ha. Thế này bỏ phía kia trong dây dách ép sát vô để thế này ra bông nở vàng vàng cây luôn. Cái này đặc biệt là bông bự nha bạn, bông bự lắm nha. Nè, cùng một loại lá ha, nó khác loại, lá dạo lá gai kia. Ờ, giờ cũng khác loại dạo bên bên tre luôn. Đó, nó cũng có gai nè bạn, cũng có gai, nó dạng Thủ Đức, mình dạng Thủ Đức lai nè. Gai cũng bén lắm nha. Lá cũng dày nè ha. Đó, lá cũng dày bự ha. Rồi. Rồi mình chung cái sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. À, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi những cây mai xấu xí này. Rồi mai xấu tiền xấu ha. Chỉ mai sẽ đẹp thì tiền đẹp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Các bạn nào đam mê thì muốn theo dõi cái những clip cũng như cái này để mai đẹp sau này đó, những cái đẹp sau mới lúc là giữ lô hàng mới về thì các bạn đăng ký kênh và bấm cái chuông cái bên thì khi mai mới về mình đăng lên là các bạn sẽ người xem đầu tiên ha. Cũng mình cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Trung và tin tưởng Trung để Trung được giao lưu và vui vẻ với anh em cũng như ngày nay cũng như làm được cái kênh WTCO này nó được phát triển thì cũng rất mừng, thì cũng chúc các anh em được thành công trong mọi công việc ha. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em cô chú trong clip sau. Rồi Trung xin chào.